Em mới lụm người ta làm đổ quá trời luôn rồi. Nó lụm á, nó chở đi lụm á. À. Thì thấy chỗ kia đông người ta. Hả? À không biết. Thấy chỗ kia ta đông, ta lụm phụ. Không người ta lụm phụ cho bà bán tỏi. Anh lụm phụ. À anh lụm phụ người ta cho. Mình nói cái từ lụm phụ người ta cho mình nghe nó mình kỳ, người ta đã khổ cực đi bán, lụm phụ người ta cho mình phải trả tiền người ta chứ. Ừ. Anh cũng lụm phụ đúng không? Tôi lụm phụ chứ không còn vấn đề mà người ta cho thì không phải. Cái vụ này em thấy là đông người lắm mà em đứng em nhìn mà không chúng ta. Cái này là tôi mót, không hiểu không? Nghĩa người ta lụm hết rồi đúng không? Ừ. Bỏ vô bao hết rồi còn cái này tôi mót. À, thì mót mình có quyền. À, mót cái tôi mới lụm đem về nè, nhưng mà số nhiều quá giờ. Tỏi nhiều quá, có hai vợ chồng ăn số hết nổi. Em mà hay muối chua đó, muối kiểu mà tỏi thành tỏi xanh đó. Anh có hay ăn mì tôm không? Có chứ, mì tôm ăn hoài. Ai có hay ăn bún phở tại nhà không? Có luôn, nhà tôi hay nấu lắm. Anh nấu anh ra quán, anh có hay ăn tỏi ngâm không? Đồ cái món khải khẩu mà nói chuyện nó cười ta. Chia sẻ anh cách để làm tỏi ngâm nhức nách luôn. Mà bào bào cực quá. Không cần bào, tỏi ngâm này là tỏi ngâm bảy ấp. Em nói thiệt rất là ngon luôn. Mọi người làm một khổ ở nhà, mọi người để dành để mọi người ăn mì tôm rồi mà gấp ra mà ăn em nói thiệt. Nó ngon ngon kinh khủng luôn. Mà nó có giòn không, nó yếu thế. Giòn luôn. Nói mà tỏi ngâm bảy ấp là không phải là đổ bảy ấp vô ngâm đâu. Làm bài bản đàng hoàng, công đoạn phức tạp lắm. Ủa chứ không phải đi mua chai bảy ấp về không à? Đầu tiên á, mọi người kiếm cho em tỏi. Nếu mọi người có tỏi Đà Lạt thì nó sẽ hay hơn. Không có tỏi Đà Lạt thì mua tỏi này cũng được, miễn sao là tỏi là được rồi. Tỏi Đà Lạt, tỏi mình. Đó là tỏi tím. Tỏi khác. Tỏi Đà Lạt nó màu tím. Ủa màu tím à? Em ví dụ nhà tím chỗ này nè, nhưng mà nó tím hết bên đây luôn. À. Đầu tiên á, mọi người mua tỏi về. Tiếp theo á, là anh dùng dao anh cạy cùi này đi nè. Cạy ra hả? Ừ. Cạy đi hả? Anh cạy ra xong rồi anh ngâm muối. Rồi để tôi cạy rồi ngâm nha. Rồi ok, sau khi mọi người bóc sơ lớp vỏ ngoài đi, mọi người sẽ mang mọi người rửa cho nó sạch. Nó cũng phải rửa chứ. Rửa chứ. Bóc sơ mấy lớp vỏ ngoài thôi nha, không cần phải bóc hết cái lòi ra đâu. Đó, mọi người sẽ mang đi rửa. Rửa sạch nước đi. Ừ. Sau khi mọi người rửa, mọi người sẽ bắt đầu ngâm muối. Cực chứ không? Thì nói tỏi ngâm coca mọi người cứ tưởng dễ chứ thực sự làm cái bài bản đó. Mọi người ngâm muối, em ví dụ 7 giờ tối mọi người chuẩn bị đến sáng 7 giờ mọi người làm là ok rồi. Bây giờ anh ủ để qua đêm để tới sáng mai là làm hả? 7 giờ tối này, 7 giờ tới mai, sáng mai làm ok rồi. Ok, sau khi mọi người ngâm, mọi người sẽ mang ra để chỗ nào cho ráo nước. Phơi cho rút nước hả? Cho rút nước đi, phải thật rút nước đúng không? Đúng rồi. Ok, mọi người phơi đi nha. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu nấu. Nấu nữa hả? Nấu đồ ngâm. Nước thì mọi người canh vừa đủ thôi không cơ. Cần cái này thôi. Em nghĩ tầm 300 á. 300ml nước. Ừ. Rồi mọi người sẽ cho em tầm 2 đường phèn, 1 muối, 2 muỗng đường phèn. 2 muỗng canh đó nha. Ừ. Nhiều nữa, muối. 1 muỗng muối. Muối. Muối này chủ yếu là nó ấy thôi đúng không? Rồi ok, mọi người nấu cho nó tan và để nguội. Còn nóng tan đúng không? Ừ, tan và để nguội nha. Okay, sau khi mọi người phơi cho nó khô thật khô nha. Rồi mọi người bắt đầu xếp vô hũ. Nghĩa là cho nó rút nước hết đúng không? Ừ, cho nó khô luôn á. Là xếp gì mà dục đại vậy? Xếp gì cho nó... Rồi xếp vô hũ. Ừ. Okay. Tiếp theo mọi người sẽ đổ cái nước mà mọi người nấu nguội cho vô. Ủa chứ đầy ống thần. Không sao hết á. Nửa ống rồi rồi. Tiếp theo anh sẽ cho giấm vô. Giấm đúng không? Giấm ăn vô. Ok. Rồi, tiếp theo anh sẽ cho bảy ấp vô. Bảy ấp vô làm gì? Ừ, bảy ấp anh cho đầy luôn á. Bảy ấp lại mà anh cho đầy vô luôn á. Đúng không? Ừ, anh cho đầy luôn. Mọi người đổ cho đầy luôn. Em mà nó sôi ta. Đúng rồi. Để nó ngập đúng không? Rồi. Ok. Anh đầy lại tầm 10 đến 15 ngày sau anh có thể ăn được. Khi anh ăn được á, anh lại bỏ vào trong tủ lạnh ngăn mát để cho nó ngưng. À, không ngưng, cho nó ấy nữa. Ngưng là độ làm chua đúng không? Đúng rồi. Đồ. Anh đầy lại anh bỏ ngăn mát. Mà để vậy là khi nào ăn là mình lấy làm tách ăn đúng không? Đúng rồi. Rất là ngon luôn, anh ăn thử đi. Không ngon không lấy tiền đâu. Là nó không ngon rồi. Rất là ngon luôn. Anh ăn nó vẫn giòn nhưng mà cái hương vị của nó rất là khác với những cái tỏi ngâm anh ăn ngoài tiệm quán ăn. À, nãy ông nói ngâm bảy ấp tôi tưởng là chỉ lấy đồ bảy ấp đổ vô ngâm chứ. Nếu đơn giản như vậy thì nói làm gì, nó phức tạp lắm. Đây nó cầu kỳ màu mè quá trời. Nhưng mà đổ lại ăn rất là ngon. Không tin là mấy chị em á cứ làm thử để sáng ăn sáng đồ bóc ra ăn thử xem nó ngon không.
rất là tuyệt vời luôn. Phải cho ngập đúng không? Đúng rồi, đổ ngập luôn. Bây giờ mọi người ủ lại, mọi người để nơi thoáng mát tầm 10 ngày, mọi người ăn thử. Nếu mọi người thèm thèm hơn 5 ngày mọi người ra ăn thử thì mọi người biết. Ok, thử coi. Rồi ok. Ừ. Ăn làm thử đi nha. Ok.